Audi trân trọng kính chào quý khách. Xin kính chào quý vị các bạn. Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Kia Sedona. Một chiếc xe được mệnh danh là Boeing mặt đất. Máy dầu, số tự động, động cơ 2.2 AT. Một chiếc xe 7 chỗ, máy dầu, số tự động. Với thân hình dài rộng, to cao lực lưỡng. Thiết kế, trang bị hiện đại và tiện dụng đa năng. Thì tí nữa Dung Audi sẽ cho các bạn xem là nó tiện dụng và đa năng như thế nào, nó hiện đại như thế nào. Đây là thân vỏ của chiếc Kia Sedona 2016, số tự động, máy dầu. Như quý vị nhìn thấy đây, xe này thì thật sự nếu như dòng xe cùng phân khúc 7 chỗ, không có chiếc xe nào có thể đọ lại địch được chiếc Sedona với chiều dài, chiều rộng cũng như là sự tiện ích. Chiếc xe này nếu như mà các bạn gấp ghế lại, nó trở thành một chiếc bán tải 2 chỗ với một khoang chở hàng cỡ lớn. Nếu như chúng ta gập ghế lại, để 2 chỗ ngồi, ghế phụ và ghế lái thôi, còn không sử dụng đến người ngồi đằng sau, chúng ta chuyển thành chở hàng, thì nó trở thành một chiếc xe bán tải cỡ lớn. Thậm chí là nó còn chở được nhiều hơn một chiếc bán tải thùng cao. Nó còn chở được nhiều hơn một chiếc bán tải tải thùng cao các bạn nhé. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến chi tiết của chiếc xe. Đầu tiên thì chúng ta xem cái trang thiết bị bên ngoài. Xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Các bạn nhìn thấy một cỡ lốp 235/60R18. Cỡ lốp của nó là 235/60R18, một cỡ lốp siêu lớn. Xe được trang bị cảm biến lùi, camera lùi, gạt mưa sau, 4 la răng phay, 4 phanh ABS, xinh nhan trên gương bằng giải đèn LED, đèn bi xê lông siêu sáng. Còn ở trong xe, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng nó ngay bây giờ. Thật sự là ấn tượng. Về trang thiết bị thì nó có gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control đi ga tự động, điều hòa tự động 3 vùng, điều hòa 3 vùng tự động độc lập, màn hình cỡ lớn, ghế da trần nỉ. Và cái điều đặc biệt của nó ở chiếc xe này đó là như sau. Xe của nó là cánh cửa đằng sau là cánh trượt các bạn nhé. Cánh đằng sau là cánh trượt. Và là trượt tự động luôn, trượt điện tự động luôn. Chúng ta chỉ cần cầm cái tay nắm mà chúng ta kéo ra thôi, và chúng ta thả tay ra là cửa nó tự chạy. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy một khoang chở hàng cỡ lớn luôn. Chúng ta chỉ ấn tượng khi mà tất cả hàng ghế thứ ba gập xuống, hàng ghế thứ hai đẩy lên như thế này, thì toàn bộ đằng sau của chiếc xe này nó có một thùng chở hàng cỡ lớn, còn lớn hơn cả một chiếc bán tải thùng cao. Nếu nói về thể tích nó phải rộng gần gấp đôi, gấp đôi ạ, bởi vì chiều cao nó cao hơn, bằng hai chiếc bán tải thùng cao. Cái riêng cái khoang thùng này nó chưa bằng gấp đôi cái khoang bán tải thùng cao các bạn nhé. Đây ạ. Và cửa là cửa điện tự động luôn, cửa điện và tự động. Đây, phần cốp đây. Các bạn nhìn thấy ạ, rất rộng luôn. Thật sự là khi mà gấp xuống như thế này
thì xe rất rộng, còn tí nữa mình sẽ gấp lên cho nó thành 7 chỗ. Còn bây giờ là mình đang để đây này. Và cũng rất dễ dàng vệ sinh các bạn nhé. Khi gấp xuống chúng ta rất dễ dàng để mà vệ sinh. Rồi, đây ạ, cửa của nó là cửa điện. Chúng ta chỉ cầm vào tay nắm cái cửa đằng sau, giật ra một cái thôi là cửa nó tự mở như thế này. Đấy. Và chúng ta cũng giật một cái là tự nó đóng. Đấy, đây. Ấn tượng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem lại kỹ nội thất của xe này. Xe được trang bị 3 vùng điều hòa. 3 vùng điều hòa độc lập tự động ở trên trần các bạn nhé. Cho nên là sẽ đem lại cảm giác mát, sâu, mát nhanh. Đấy. Tiếp đến, gương kính chỉnh điện cục điện tự động, vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, màn hình camera lùi 3 vùng điều hòa tự động, túi khí, phanh ABS, la răng đúc, đèn bi xe lông siêu sáng, cửa điện tự động. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến chi tiết. Đi đến chi tiết, kiểm tra chi tiết về mặt kỹ thuật của chiếc xe này các bạn nhé. Đây ạ, ghế của nó thì hạ lên gập xuống cũng rất đơn giản thôi các bạn nhé. Đây ạ. Đấy ạ. Chỉ bằng một thao tác thôi là kéo ghế xuống và đẩy ghế lên thôi các bạn nhé. Đây ạ. Đẩy lên thì chúng đây. Đẩy lên là như vậy thôi. Đấy, đẩy lên là như vậy. Và kéo xuống. Cái ghế này khi mà kéo xuống như thế này, hạ xuống như thế này thì nó còn đẩy về được đằng sau nữa để cho cái chân người dùng nó rộng ra các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho lùi ra sau. Đây, các bạn thấy ạ. Rất là rộng rãi luôn đúng không ạ? Rất là rộng rãi luôn. Rồi, về trang thiết bị cũng như là nội thất của chiếc xe, thiết kế nội thất của chiếc xe, thiết kế ngoại thất của chiếc xe thì Dũng Audi giới thiệu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi kiểm tra mặt chất lượng kỹ thuật. Thì đây ạ, đây là phần chỉ của cánh bên phụ các bạn nhé. Phần tai và phần bản lề của cánh bên phụ. Còn cánh lái đây, chỉ cánh lái thì nó hơi khó nhìn một chút bởi vì nó là cửa trượt, cửa trượt chứ không phải là cửa mở. Đây ạ, chỉ đây. Các bạn nhé, chỉ đây. Nó là cửa trượt, chúng ta chỉ xem được mức độ như thế này thôi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy hết cái dãy chỉ đây. Dãy chỉ đây. Đấy. Nó là cửa trượt. Thế về phần cốp thì các bạn nhìn thấy ngay ạ. Ốc cốp còn nguyên zin chưa mở này. Đây là phần chỉ cốp này. Chỉ cốp đây, còn nguyên zin hết các bạn nhé. Chỉ cốp còn nguyên zin hết đây. Đây. Đinh tán này, toàn bộ hệ thống đinh tán này còn nguyên hết. Rồi. Khoang cốp thì mình chỉ ấn tượng thôi. Chỉ ấn tượng với cái khoang cốp này thôi. À, cái khoang thiết kế của khoang xe. Đây ạ, thiết kế của khoang xe thì đúng thật sự là ấn tượng. Đây còn cái hàng ghế thứ ba nhé, mình sẽ mở cái hàng ghế thứ ba lên cho các bạn xem. Là nó thiết kế rất thông minh luôn. Đấy. Đây ạ. Cái hàng ghế thứ ba là khi mở lên nó sẽ như thế này, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Đấy. Và khi mà nếu như mà chở người thì nó lại đây nó lại có một cái khoang để hành lý rất rộng. Nó sâu xuống tận dưới đáy luôn. Đây, khoang hành lý rất rộng luôn các bạn nhìn thấy. Còn khi mà chúng ta kéo ghế xuống thì nó sẽ thành một cái khoang, tức là chúng ta bỏ đồ cũng được. Chúng ta để đồ cũng được mà chúng ta nằm ngủ cũng được luôn. Các bạn có thể nhìn thấy chúng ta để đồ cũng được. Đây là một hàng ghế bên này mình đã dựng lên rồi. Còn khi mà kể cả là vừa nằm vừa chơi vừa rất tiện lợi luôn. Cái điều tiện lợi của chiếc xe này thì phải thừa nhận rằng thiết kế rất thông minh, rộng rãi, dài rộng các bạn nhé. Rồi, bây giờ đến chỉ của cánh sau. Bên lái đây, chỉ đây. Phần chỉ cánh sau bên lái đây các bạn nhé. Nó cũng nằm ở cái vị trí nó là cánh trượt cho nên là chúng ta chỉ nhìn được như thế này thôi. Đấy. Rồi. Bây giờ đến chỉ của cánh lái. Đây là phần chỉ của cánh lái đây.
phần tai và phần bản lề. Bây giờ chúng ta chuyển sang đến phần đầu. Trước khi mà xem đến phần đầu của chiếc xe, các bạn nhìn đến nội thất của chiếc xe chưa? Chiếc xe này nếu như bạn nào thứ nhất là mua về sử dụng gia đình, có nhu cầu đi lại nhiều, đông người thì rất là tiện lợi. Thứ hai nữa là bạn nào mà mua về để chở hàng, chở đồ thì cũng rất là tiện. Chúng ta có thể lúc thì trở thành 7 chỗ và lúc thì trở thành một cái chiếc xe chở hàng mà nó lại là biển A. Chúng ta đi vào phố cấm thoải mái. Đấy, không bị tính là xe bán tải, đúng không ạ? Nó tính là xe con 7 chỗ. Nhưng mà cái lượng hàng mà để có thể chở trên chiếc xe này nó gấp đôi một chiếc bán tải các bạn nhé. Nếu như Dung Audi đã nói là mình chỉ ấn tượng với cái này thôi. Tại sao nó gọi là Boeing mặt đất là như thế ấy? Nó thiết kế như một chiếc Boeing. Người ta gọi Boeing mặt đất, rất là chở được rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần đầu của chiếc xe. Vâng, đây là phần đầu của chiếc xe thì các bạn có thể nhìn thấy ạ. Đây là ốc cabo này. Ốc cabo còn nguyên zin, chưa mở. Đây là phần chỉ của cabo. Phần chỉ của cabo đây. Chỉ cabo đây. Ốc cabo còn nguyên zin, chưa mở. Tiếp đến là về phần tai. Các bạn hãy nhìn thấy phần tai này. Các gân gờ này, các đinh tán này, các mũi gấp này, các gân gờ đều còn nguyên. Cụm giảm sóc đây, đinh tán này, đinh tán này tất cả còn nguyên, gân gờ còn nguyên hết nhá. Đây là phần răng, các bạn nhìn phần răng còn nguyên vết bụi của thời gian. Bên này cũng vậy. Phần tai này, các bạn nhìn thấy phần tai này. Phần đầu răng, phần cụm giảm sóc. Đây phần răng trước đây. Đây keo của nhà máy này, keo nguyên xi của nhà máy này, răng này, đinh tán này còn nguyên. Đây là phần sắt xi, các bạn có thể nhìn thấy phần sắt xi đây. Tất cả còn nguyên. Rồi, về phần động cơ thì các bạn nhìn đấy ạ. Động cơ của chiếc xe này là máy số sạch sẽ. Động cơ dầu sạch sẽ. Chúng ta phải nói luôn là nó rất sạch sẽ quý vị nhá, không bị chảy dầu chảy mỡ. Và thứ hai nữa là máy nguyên zin chưa mở. Máy nguyên zin chưa mở. Chúng ta có thể nhìn thấy từng con ốc còn nguyên zin chưa mở. Vậy là với một chiếc xe 7 chỗ được mệnh danh là Boeing mặt đất, Kia Sedona, sản xuất năm 2016, số tự động, máy dầu, động cơ 2.2 số tự động, được trang bị 4 la răng phay, 4 phanh ABS, cảm biến lùi, camera lùi, đèn bi xe lông siêu sáng, gương kính chỉnh điện, cụm điện tự động, vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, 3 vùng điều hòa độc lập tự động, màn hình camera lùi, túi khí, phanh ABS đầy đủ. Xe 7 chỗ đa năng tiện dụng với thiết kế có thể trở thành một chiếc xe bán tải chở hàng với khối lượng chở hàng cực lớn. Và hiện nay đang được bán tại Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá tiền 795 triệu đồng. Xin mời quý vị về xem xe, kiểm tra xe, test xe, chạy thử xe trực tiếp tại địa chỉ chợ ô tô số 1 Hải Dương, 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ trực tiếp với Dũng Audi 0855 966 966. Dũng Audi xin hân hạnh được tư vấn, giải đáp mọi cái thắc mắc cho quý vị và các bạn. Quý vị cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để cập nhật những chiếc xe mới về, những thông tin mới nhất, cũng như là các buổi phát sóng trực tiếp của Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Các bạn hãy bấm vào đăng ký kênh để nhận được tin nhắn thông báo mỗi lần có xe mới, mỗi lần có video clip chi tiết của mỗi chiếc xe mới, cũng như là các buổi live stream tư vấn trực tiếp. Hãy bấm vào đăng ký kênh để nhận được tin nhắn thông báo. Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin trân trọng kính chào quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Audi trân trọng kính chào quý khách.